Groton School là trường tư thục dự bị đại học dành cho cả nam sinh và nữ sinh, được thành lập năm 1884, tọa lạc tại Groton, bang Massachusetts, chỉ cách thành phố Boston một giờ lái xe. Groton School được đánh giá là một trong năm trường nội trú tốt nhất bang Massachusetts. Điểm ấn tượng khi đặt chân đến Groton là khuôn viên rộng lớn, bao trùm làn màu xanh và lá cây. Cảnh quan tại đây được thiết kế bởi kiến trúc sư Frederick Law Olmsted, người nổi tiếng với công trình thiết kế công viên trung tâm tại thành phố New York và nhiều trường học khác. Groton có tổng số 382 học sinh đến từ 32 bang trên khắp nước Mỹ và 21 quốc gia, trong đó 85% là học sinh nội trú. Groton được đánh giá cao về mặt học thuật với sĩ số lớp học nhỏ, chỉ 11 học sinh trên lớp với tỷ lệ giáo viên học sinh là 1:4. Chương trình học tại trường được thiết kế nhằm giúp cho học sinh tư duy một cách phản biện, đọc và viết rõ ràng, suy luận một cách chính xác. Groton School là một trong những trường trung học có điểm ACT cao nhất cả nước với điểm trung bình là 34/36. 100% học sinh trúng tuyển vào đại học với nhiều trường đại học hàng đầu như Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Yale, Đại học Princeton, Học viện MIT. Với chất lượng giảng dạy xuất sắc, Groton luôn có tên trong nhóm Power 1, top các trường nội trú danh tiếng nhất tại Mỹ. Groton có chương trình học vô cùng linh hoạt, học sinh lớp 8 và lớp 9 sẽ học các môn học cơ bản của trường. Học sinh lớp 10-12 có thể được chọn học các môn tự chọn như toán học, khoa học máy tính, lịch sử hay văn học kháng chiến. Groton School còn có chương trình học nổi bật, đó là Grey Summer Program. Đây là chương trình kéo dài trong 4 tuần vào mỗi dịp hè, gồm các môn toán, tiếng Anh, tiếng Latin, cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc trước khi bắt đầu vào năm học mới. Bên cạnh đó, trường còn có chương trình tư vấn đại học qua Internet. Đây là nơi cung cấp đầy đủ các số liệu thống kê liên kết tới các nguồn học bổng các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh việc học tập, học sinh được khuyến khích tham gia bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào mà các em yêu thích. Đặc biệt, không gian dành cho thể thao vô cùng lớn, 8 sân tennis trong nhà, 3 sân bóng rổ trong nhà, 2 sân trượt băng, phòng tập tạ, phòng tập nhảy đa năng, 7 sân thể thao ngoài trời, trong đó có một sân cọ nhân tạo cho bóng đá, khúc quân cầu, bóng chày. Groton không chỉ được biết đến về chất lượng đào tạo xuất sắc mà còn được đánh giá cao về môi trường sống lành mạnh và vô cùng năng động của sinh viên nơi đây. Groton sẽ là một sự lựa chọn đáng chú ý với nhiều du học sinh. Nếu bạn yêu thích Groton School hay vẫn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường nội trú mơ ước, hãy để AMBMX giúp bạn nhé!